Kỳ Duyên xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, hôm nay Kỳ Duyên xin hướng dẫn quý vị cách ăn uống lịch sự mà ăn theo cái đồ ăn của Á Đông. Vì Kỳ Duyên coi trên Internet đó thì nó có rất nhiều những cái clip dạy cách ăn uống lịch sự, nhưng mà đó là ăn theo đồ ăn của Tây Phương. Còn bây giờ mình ăn theo đồ ăn Á Đông, nhất là đồ ăn Việt Nam. Và Kỳ Duyên xin hướng dẫn quý vị những cái gì mà chính mẹ của Duyên đã dạy cho Duyên từ hồi nhỏ. Và thưa quý vị, ngồi bên cạnh Kỳ Duyên là Nhật Bình. Tại vì hướng dẫn thì sẽ có một người làm đúng và một người làm sai. Và anh Nhật Bình hôm nay là volunteer để là cái người làm sai. Ê, ngồi trên bàn còn có người nào nữa mà không thấy mời ai cả đây? Em mời chị Sơi cơ. Chị mời em Sơi. Trước hết đó, mà khi ngồi vào bàn đó, là cái đầu tiên là mình phải mời ăn. Và mình phải mời từ người lớn tới người nhỏ tuổi, chứ không phải là cứ bước vào bàn là cứ ăn. Và mình bắt đầu mời, ví dụ mời bà Sơi, mời ông Sơi, mời bác Sơi, mời cô Sơi, mời cậu Sơi, là từ người lớn tới người nhỏ. Bây giờ là con gái thì trong cái truyền thống của Việt Nam là người con gái sẽ là người xới cơm cho mọi người. Thành ra người ta Việt Nam có cái câu gọi là ăn trong nồi ngồi trong hướng, là bao giờ cái người con gái cũng nên ngồi bên cạnh cái nồi cơm. Và mình phải để ý coi ai mà mình thấy và, như là và gần cái cơm cuối cùng rồi đó, thì mình phải chìa tay ra để mình xin bác, để cho con xới cho bác. Xới cơm thì mình không bao giờ xới quá đầy, mình chỉ xới lưng chén. Vì sao? Vì mình còn phải chờ cho người ta bỏ thêm đồ ăn. Chứ còn nếu mà mình quý vị thấy mà làm một cái mà đầy nắp mà nhấn lên là nó không có lịch sự. Tại là mình xới là mình chỉ xới lưng bát như vậy. Và khi mà mình đưa cái bát cơm cho cái người lớn đó, là mình phải đưa bằng hai tay. Đó. Bình ơi, em làm ơn em bỏ chân xuống rồi ngồi làm cái gì kỳ vậy? Ủa, ăn là không được bỏ chân lên. Không được bỏ chân lên. Ngồi vậy được không? Không, vẫn thấy luôn, phải bỏ chân xuống dưới. Là ngồi nghe bàn, không bao giờ được bỏ chân lên bàn, lên ghế. Như vậy, chúng ta phải để hai chân ở dưới đất. Và cũng như vậy, mình cũng không bao giờ nên bỏ hai tay lên bàn. Hai tay có nghĩa là bỏ từ đây, ngồi ăn như vậy. Nó cũng kể là không có lịch sự. Nếu mình cần gác tay lên bàn là mình phải gác hai cái chỗ này đây thôi. Đó, gác tới đây thôi. Và mình phải ngồi thẳng lưng lên. Đó là cách mình nói chuyện. Thưa quý vị, hồi xưa đó, ví dụ mình ở trong một gia đình mà quen thân với nhau đó, thì mình có thể dùng đũa để mình gắp chung với nhau. Nhưng mà càng ngày người ta biết về cái vệ sinh, ngay cả trong gia đình, có thể mình sẽ có một người hôm đó bị ốm, bị cảm, và mình không muốn lây cho nhau. Thành ra cách tốt nhất là mỗi một cái đĩa mình để một cái đũa hoặc cái muỗng, nó gọi là serving. Thành ra khi đó mình để sẵn như vậy, hoặc là mình để sẵn như vậy, để nếu mình cần dùng cái đũa để gắp thì mình cầm một cái đũa thôi để mình gắp chung, là một gia đình gắp chung. Nếu mà mình muốn tiếp đồ ăn cho ai đó, quý vị đã biết là mình chở đầu đũa là như vậy. Mình thay vì Kỳ Duyên ăn cái đầu này thì Kỳ Duyên sẽ chở đầu đũa để gắp. Tất nhiên mẹ Duyên còn dạy thêm là thế cái đĩa ăn nó gần hết rồi thì mình không có gắp cái miếng ngon nhất và cái miếng cuối cùng. Và hoặc là con gái, hoặc là nếu mình là cái người chủ và mình muốn mời bao nhiêu người khách tới, thì mình phải nhường cái miếng ngon, cái miếng thịt, cái miếng ít xương, cái miếng nào mình nghĩ là ngon nhất nhường cho khách. Chứ không phải là mình bới lên rồi mình thấy cái miếng ngon nhất rồi mình ăn. Ê, khoan nha. Ăn mà mút đũa như vậy đó là thấy cũng không có lịch sự nha. Chỉ cầm nhẹ thôi, không có được mút đũa như vậy. Rồi. Còn một cái nữa, mình không bao giờ mình ăn xong mình mút vô cái đũa của mình rồi mình dùng cái đũa đó để mình gắp nữa. Cái đó nó rất là mất vệ sinh. Cũng như mình không bao giờ mình dùng cái đũa mình mút và mình quậy vào cái tô canh để mình moi, mình móc một miếng thịt trong đó ra rồi mình ăn. Cái đó là không được. Cái cách hay nhất vẫn là mình dùng cái muỗng. Và đây Kỳ Duyên nói thêm cái muỗng. Cái muỗng đó, mình không bao giờ nên để muỗng như vậy. Tại vì khi mình chọc cái muỗng này vào cái tô canh đó, nhớ ai vô tình đụng một cái thì cái muỗng nó sẽ bắn ngược lên hết.
Thành ra cái muỗng bao giờ cũng phải để được úp xuống tô canh và úp xuống bên cạnh như vậy. Khi mình cần cái gì đó là mình múc thẳng từ trong này ra, chứ không có bao giờ thọc đũa vào, nhất là cái tô canh. Thôi, nhường em luôn tô canh đó đó. Thưa quý vị, là không bao giờ mình ăn mà mình lục từ cái đĩa này lên, lục lên để mình kiếm cái miếng ngon nhất. Và mình phải nhìn, ví dụ mình ngắm cái miếng nào mình thích, mình chỉ đưa vào đũa rồi mình lấy đúng một cái miếng đó lên thôi. Mình không có bới cả nguyên một cái đĩa để mình kiếm cái miếng nào ngon. Và thưa quý vị, ví dụ như ăn cá là mình sẽ ăn từ cái đuôi rồi tới cái bụng, rồi tới cái đầu. Và cái phần giữa là ngon nhất là mình phải chừa cho người lớn hoặc chừa cho khách. Và khi mình ăn xong rồi đó, là mình lấy cái xương mình để ra một bên rồi mình tiếp tục ăn, chứ mình không có lật con cá lại. Sao có miếng giấy không? Nani? Và thưa quý vị, khi ăn đó thì không bao giờ mình bỏ xương vứt xuống đất hoặc vứt ở trên bàn nha quý vị nha. Cái cách hay nhất đó là nếu mà quý vị có một cái miếng gà, xương gà, mình gói nó vào cái miếng giấy của mình. Và như Kiều Duyên thích đó là mình để nó một cái nơi, một cái góc nhỏ trên bàn. Và khi người ta tới dọn bàn đó thì mình cầm cái này, mình sẽ bỏ vào cái bát dơ cho người ta dọn cùng một lúc. Đây là cái cách ăn không đúng. Cái gì mà em húp to quá vậy? Và khi mình ăn canh hoặc ăn bất cứ thứ gì mà có nước là không bao giờ mình húp để có cái tiếng kêu quá to. Và cái cách làm thế nào để húp cho nó đừng có kêu to thì thưa quý vị, đây là cái cách mẹ Kỳ Duyên dạy Kỳ Duyên. Cái này là áp dụng cho phở, cho bất cứ cái gì nóng. Là một cái muỗng canh như vậy nè, khi mà đưa lên miệng, nếu mà cái muỗng nó chưa tới miệng mình mà mình đã húp cái nước thì nó phải kêu quý vị này, sao nè, nó phải kêu. Nhưng mà nếu mình muốn cho không kêu đó thì mình ngập một tí vào cái muỗng như vậy nè, là không thể nào nó kêu. Có nghĩa là mình đổ cái nước vào, và tất nhiên nếu mà nó nóng quá mình có quyền thổi, mình chỉ cần cho cái muỗng vào cái miệng mình là nó sẽ không có kêu. Nhớ nha, không có sụp nha. Và còn nữa thưa quý vị, khi nhai là mình cũng phải nhai từ tốn mà mình nuốt, và không bao giờ để cho người đối diện thấy cái đồ ăn ở trong miệng mình. Thưa quý vị, cái này thì chắc người Việt chúng ta biết nhiều rồi. Khi mà chúng ta ăn cua thì họ sẽ mang ra một cái tô nước trà. Cái tô này là để mình rửa tay sau khi mình ăn hoặc trước khi mình ăn. Và cũng như là những đồ ăn Tây phương, mình mở lên làm đôi, mình xếp và mình để ở ngay trên đùi của mình. Đó là cái cách để mình ăn cho tự nhiên. Em không bao giờ được xúc miệng trên này, thèm lấy đồ em xỉa răng đi, sao xúc miệng ghê vậy. Và khi mà uống nước cũng vậy, Kỳ Duyên chỉ nói uống nước thường thôi, là nhất là đàn bà con gái mình có son thì mình nên chạm son của mình trước, để khi mình uống vào cái son hoặc tất cả những cái mỡ mình ăn nó không thành cái viền rất là xấu trên cái ly. Và khi mình uống đó thì mình nhìn xuống cái ly, mình không nhìn lên, tại vì nhìn lên nó rất là xấu. Quý vị coi nè, nếu Kỳ Duyên uống vào kia cứ nhìn lên nó kỳ lắm. Còn khi mình uống mình nhìn dưới đó, nó nhẹ nhàng, và tuy là nó có dính nhưng mà nó dính rất là ít cái miệng ly lên, thì mình nên lau miệng. Và nếu mà lâu lâu mà không ai để ý, ngồi bàn tiệc đó, thì Kỳ Duyên cũng lâu lâu Kỳ Duyên cầm và Kỳ Duyên chỉ nhẹ nhàng Kỳ Duyên lau cái ly rồi Kỳ Duyên bỏ lên như vậy. Khi ăn uống rất là bất lịch sự nếu mình cầm phone ra. Mình cầm phone ra, mình check phone mình đó, thì cái đó là nó nói là cho cái người khách hay là cái người đối diện với mình là mình không có nói chuyện với người đó, mình không có để ý. Thành ra lúc ăn là Kỳ Duyên thích tắt phone, trừ khi nào mình có những cái gì quá bận, những cái cú phone mình cần nói, thì khi mà nhấc phone lên mình phải xin lỗi, mình bước ra ngoài mình nói chuyện. Và khi mình đứng dậy để mình đi ra ngoài đó thưa quý vị, thì cái khăn mà lúc nãy mình để trên đùi đó, cái mà hay nhất
là mình để, một là mình xếp nó gọn lại, mình để ngay cái bàn của mình. Hai là nếu mà là một cái khăn ấy, mình có thể để ngay cái ghế của mình. Và mình bước ra ngoài để mình gọi cái cú phone đó. Chứ không bao giờ mình nên ngồi ở bàn mà mình nhấc phone lên mình gọi, mình nói chuyện, thì cái đó là cũng là một cái không có lịch sự. Người phụ nữ không nên làm ở trên bàn ăn, là ăn xong còn ngồi đông người như vậy, mở ví ra, lấy son, lấy phấn, chậm son, chậm ví ở trên mặt mình. Tại vì cái đó thứ nhất đó, là nó không phải là cái hình ảnh đẹp. Vì mình muốn tất cả những người gặp mình họ nghĩ là cô này đẹp tự nhiên mà. Chứ bây giờ đó quý vị thấy à, kiểu như ngồi ăn, kiểu như nó lo, kiểu như nó chấm sửa soạn make up, và nó làm thế như là mình điệu quá. Rồi mình bày hàng, bày make up, bày đủ thứ lên bàn này, hàng đánh người son, rồi mình đang nói chuyện, ôi vậy hả, chị sao, phải ăn kì, đó, để lát nữa. Quý vị thấy không, nó là một cái chia trí mà nó làm ai cũng phải nhìn mình. Và thưa quý vị, cái cách hay nhất là cái cách mình đứng dậy, mình cầm ví mình đi vào ở trong phòng vệ sinh. Lúc đó thì mình tha hồ sửa mặt, sửa mày, đánh son, đánh phấn, là mình đi ra. Cả bàn đấy, ô, sao cô này đẹp quá, nhưng mà không biết tại sao mình đẹp. Và cái cách đi vệ sinh cũng vậy. Không bao giờ mà mình hỏi ai mà cái kiểu mà em xin lỗi nha, em đi toilet một tí rồi em về nha. Em đi toilet một tí rồi em về nha. Mình chỉ cần nói, ô, em xin lỗi một tí, chị xin lỗi một tí, chị trở lại. Tiếng Anh nó gọi là just excuse me. Mình không cần nói nhiều. Và mình cầm ví mình, excuse me, chị đi một tí, chị trở lại nhá. Mình đứng dậy và mình đi ra. Và đúng theo cái phép lịch sự nữa, là khi mà cái người đàn bà đứng dậy đó, thì cái người đàn ông ngồi kế bên họ phải đứng dậy theo để kéo họ cái ghế. Đấy đi, Smith, chị đi tí chị về nhá. Dạ dạ, rồi đó, em đứng ra ha. Thank you. Và chị đi. Và nhớ là khi người đàn bà trở lại thì người đàn ông ở trong bàn cũng phải để ý khi nào người đàn bà trở lại để phụ kéo cái ghế. Giờ chị trở lại nha. Ready? Ok. Oh, hi Bình. Hey, thank you em. Đấy. Có thấy chị đẹp ra hơn tí nào không? Đẹp hơn nhiều. Và một cái nữa mình rất kỵ là mình không có gắp chéo tay với nhau. Ví dụ ai đang gắp một miếng cơm thì mình chờ cho người đó gắp xong rồi mới tới phiên mình. Thà em đừng xỉa thấy đồ ăn rồi bỏ vào lại, ghê quá à. Sau khi ăn đó, đến cái cách xỉa răng, thì một lần nữa khi ngồi trên bàn là chúng ta không bao giờ cho người ta thấy bất cứ cái gì ở trong miệng chúng ta. Thành ra khi mà xỉa răng đó là không bao giờ cho thấy cái tâm và cái đồ ăn. Và nhất là không bao giờ xúc miệng ở trên bàn. Cái đó là nếu mà quý vị mà đi mà có người ngoại quốc đó thì họ sẽ ớn ra gà đó. Và cái cách hay nhất là cái cách mà mình dùng tay, một cái tay để mình che cái tâm và che cái miệng. Và quý vị cũng làm nhẹ nhàng thôi. Và nhất là khi quý vị làm nhẹ nhàng thật mau, mà cũng đừng vừa nói chuyện, đừng vừa làm. Quý vị chỉ làm nhẹ nhàng như vậy. Đó, như vậy thôi. Alright.